Thưa quý thầy cô, hôm nay thì bắt đầu cái lớp trực tuyến của y học gia đình với các bác sĩ nội trú của y học gia đình ở Hà Nội ha. Rồi. Chào các bạn ha. Các bạn nghe rõ không ạ? Dạ, khi thầy quay vào màn hình thì nghe rõ hơn ạ. Chắc là quay vô nghe rõ hơn ha. Rồi, không sao. Dạ, vâng. Thì sẵn đây giới thiệu thì mời 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 cô Quỳnh, cô Linh lên ha. Thì bữa nay có mấy cô có trong bộ môn ha. Thì đây là cô Quỳnh ha, thạc sĩ Quỳnh ha, đây là thạc sĩ Quỳnh, đây là thạc sĩ Linh ha. Thì Linh là chuyên khoa là nội trú của lão khoa ha, thì Quỳnh là của bộ môn nội ha, của nội ha. Thì đây là hai cán bộ giảng của bộ môn của chúng ta rồi, thì cũng tham dự với các bạn. Thì dần dần đây là cái câu lạc bộ của nội trú ha, thì các thầy cô sẽ tham dự cùng với chúng ta. Rồi, đây là chúng ta hiện giờ các bạn giới thiệu dùm chút xíu ạ. Rồi, bạn sáng trước đi. Rồi, Dạ vâng, thưa thầy với cô ạ, thì em tên là Sáng ạ, và em thì đang là nội trú 44 của chuyên ngành y học gia đình của trường Đại học Hà Nội ạ. vâng vâng mời tiếp Long ạ. Dạ, Dạ em chào thầy, em chào các cô, em là Long, em là nội trú 44 chuyên ngành y học gia đình. vâng, rồi chào Khánh. Rồi, à Khánh đi đâu rồi? À, em là em có ạ, em là Khánh, nội trú 44 gia đình Đại học Y Hà Nội ạ. Vâng, rồi cảm ơn Khánh. Rồi, khỏe đâu rồi? À, Em chào thầy, em chào các cô ạ. Em là Huệ, em là nội trú 44 gia đình ạ. rồi chào các bạn ha. Rồi, chị hôm nay thì cũng bắt đầu cái sinh hoạt thường kỳ, thì hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục cái sinh hoạt này trong những cái liên tục để hỗ trợ các bạn. Các bạn là những người mà gần như là con cưng của bộ môn học gia đình của cả nước ha. Thì chúng ta cùng nhau để chia sẻ kinh nghiệm của y học gia đình để chúng ta bắt đầu một cái kỷ nguyên mới để chúng ta đào tạo nội trú, đúng không ạ? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại ha. Rồi, cảm ơn. Rồi, bây giờ Huệ vui lòng chia sẻ lại một chút ha. Rồi, bữa nay Huệ sẽ trình bày về cái mô hình bio cycle và social, đúng không ạ? Thầy các cô các bạn Rồi, là cái bài về tìm hiểu về cái mô hình bio cycle social thì em dịch từ cái nguồn là từ cái bài báo của Mỹ về cái mô hình tâm sinh xã hội trong vòng 25 năm tới về nguyên lý về thực hành và về cái câu hỏi về khoa học ví dụ khoa học nó thì nó rất là phần giới thiệu chung về cái mô hình này thì họ đề cập nhấn mạnh đến cái việc mối quan hệ của các bác sĩ lâm sàng với bệnh nhân là các nguyên tắc cơ bản trong thực hành lâm sàng định hướng tâm 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 sinh xã hội ạ. vâng. Một số nguyên tắc trong thực hành lâm sàng định hướng mô hình tâm sinh xã hội được nêu gồm có thứ nhất là phân cấp bác sĩ thì trong cái phần này họ nhấn mạnh đến việc là các kỹ năng của bác sĩ nên được đánh giá dựa trên cái khả năng dựa trên cái hiệu quả công việc tức là khả năng tạo ra cái sức khỏe tốt hơn cho người bệnh và Vâng. làm giảm bớt đi cái sự đau khổ của bệnh nhân. Vâng. Trong quá trình thực hành thì bác sĩ cần phải hiện thêm được phương hướng cảm xúc và thu thập được lịch sử đầy đủ và phân biệt giữa những gì bệnh nhân cần và những gì bệnh nhân nói rằng là họ muốn thì lúc trước em có hỏi thầy làm rõ cho em cái ý về phân biệt giữa những gì bệnh nhân cần và những gì bệnh nhân muốn thì phân biệt như thế nào và cái phân biệt để làm gì ạ? Vâng, rồi tới đây mình dừng chút xíu ha, rồi mình tiếp nha. Lát nữa thì chúng ta sẽ share cái của bài của Huệ mới gửi ha. Thì cho là cảm ơn bạn Huệ đã làm việc rất là tốt. Thì thầy mong rằng cũng giống như nội trú của các chuyên khoa khác, thì chúng ta cố gắng, chúng ta làm việc, đúng không ạ? Tức là các nội trú là dịch bài, chuẩn bị bài, và quý thầy cô thì sẽ giúp cho các bạn làm rõ những cái khái niệm gọi là từ cơ bản cho tới phức tạp. Thì các bạn sẽ xem ở đây, thầy sẽ cho các bạn xem. Ok, để share màn hình một chút.
Rồi, các bạn thấy cái màn hình hết không ạ? Rồi, chắc là ngày đó ạ. Ok. Rồi, các bạn nhìn nhìn thấy cái bài hôm trước của mình chưa ạ? Trên màn hình. Rồi, ok. Thì chúng ta bắt đầu ha. Thì trước tiên chúng ta sẽ nhìn xem, nhắc lại. Các bác sĩ nội trú của chuyên khoa khác đó, thì người ta bắt đầu từ cái quan tâm cái outcome của họ là tử vong độ nặng. Và như vậy, trong mô hình họ sẽ theo là mô hình nhân quả, đúng không ạ? Và cái mức độ tuân thủ, tức là không tuân thủ ở đây, các bạn thấy cái mức độ không tuân thủ nó rất là thấp. Đúng không ạ? Nhưng khi bệnh nhân bắt đầu hồi phục, người ta ra tới phòng khám, ra tới bệnh phòng, thì mức độ không tuân thủ nó sẽ sao ạ? Không tuân thủ nó sẽ tăng lên, đúng không ạ? Mình sẽ thấy nó gia tăng. Rồi. Và như vậy khi mà họ về nhà thì chúng ta nhận thấy họ sao ạ? Mức độ không tuân thủ sao ạ? Tăng lên cao nữa. Rồi. Như vậy đối tượng làm việc của bác sĩ nội trú chuyên khoa học gia đình, ngoài chuyện là chúng ta cũng như các chuyên khoa khác là chúng ta chú ý tới mô hình là outcome, đúng không ạ? Mà outcome chúng ta không phải là tử vong, mà thường chúng ta là gì ạ? Chất lượng cuộc sống. Khoan chưa, là độ nặng trước. Có đúng không ạ? Chúng ta như họ thôi, chúng ta cũng tuân thủ các guide, phác đồ. Và như vậy chúng ta quan tâm tới độ nặng hơn là tử vong, vì ít khi chúng ta đụng tới cái tử vong lắm, đúng không ạ? Và chúng ta vẫn theo mô hình nhân quả. Thì tại mô hình này thì chúng ta giống họ chỗ nào? Chúng ta chỉ định toa thuốc. Tới đây rõ chưa? Có gì thắc mắc không? Đúng không ạ? Ngoài chuyện chỉ định toa thuốc, chúng ta còn phải đương đầu với một câu chuyện khác ở bệnh nhân ngoại trú, đó là vấn đề không tuân thủ gia tăng. Thì đây là một cái thách thức chúng ta trong điều trị các bạn, đúng không ạ? Chúng ta vẫn cho toa thuốc nhưng người ta không tuân thủ, thì vậy hiệu quả điều trị các bạn có cao không ạ? Cao không? Đúng rồi, không. Như vậy đây là một cái thách thức thì làm sao vượt qua thách thức này, đúng không ạ? Do đó các bạn phải sử dụng một cái mô hình khác và một cái outcome khác. Outcome bây giờ của mình là gì? Chất lượng cuộc sống. Và mô hình là gì? Tâm sinh xã hội, là cái mà bạn Huệ vừa nêu ra cho chúng ta đó. Và tới đây có gì mâu thuẫn không? Có gì mâu thuẫn không? Các bạn sẽ thấy cái sự không tuân thủ này là do sao? Người ta cảm nhận rằng nếu người ta tuân thủ, các bạn nhìn xem một cái người bệnh nhiều bệnh động mắt, suốt ngày người ta thực hiện những cái guideline, uống thuốc, bốn cái toa thuốc từ sáng tới chiều, thì các bạn có hình dung được chất lượng cuộc sống người ta ra làm sao không? Theo bạn Sáng, nếu bạn thực hành bốn cái toa thuốc, cao huyết áp, đái tháo đường, viêm dạ dày, đau khớp, thực hiện đủ các guideline từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối, thì như vậy bạn đáp ứng rất tốt, đúng không ạ? Nhưng mà bạn có thích sống nữa không? À, không, để lúc đấy cảm giác cuộc sống chỉ sống bằng những cái chỉ số ấy, mình cố gắng. Đúng rồi, đúng rồi. Chỉ số. Chính xác. Như vậy cái mô hình
cái mô hình nhân quả có vẻ như nó không phù hợp trong trường hợp này, đúng không ạ? Thành ra mình mới hiểu tại sao bệnh nhân người ta ít tuân thủ. Đây được chưa? Đồng ý không? Rồi, thì như vậy cái thách thức mình ở đây là có một cái nhu cầu và một cái đòi hỏi, tức là dịch nó ra như vậy, đúng không ạ? Nhu cầu của mình, của bệnh nhân là họ cần phải tuân thủ gì? Tuân thủ cái điều gì? Phác đồ, đúng không? Nhưng đòi hỏi của họ là gì? Con muốn được chất lượng cuộc sống, đúng không? Con muốn được đi chợ, con muốn được ăn cái gì đó, con muốn, chứ con muốn uống thuốc rồi để con gì? Con chỉ có chỉ số tốt thôi. Nhưng mà cuối cùng sao? Cuộc sống có ý nghĩa không? Đúng rồi. Đó. Thì tới đây các bạn mới hiểu tại sao bàn tới cái chuyện nhu cầu và đòi hỏi. Thứ hai là bàn tới chuyện này là lý do nữa, là đây là những người bệnh mãn tính. Nhưng ngay cả khi người ta bắt đầu bệnh, tức là bằng gọi là chứng, tức là illness, thì các bạn thấy một cái phương diện khác. Khi các bạn là chuyên gia, các bạn là nội trú ở trong các cái chuyên khoa khác, nếu là các bạn là nội trú ở các chuyên khoa khác, thì các bạn thường thảo nói chuyện với bệnh nhân với tư cách là gì ạ? Chuyên gia. Và bệnh nhân có phải là chuyên gia không? Có phải là chuyên gia không? Không. Trong nội trú cơ mà. Trong nội trú. Bệnh nhân có phải là chuyên gia không? Không. Bệnh nhân có kinh nghiệm gì về nằm nội trú chưa? Không có, không. Thì là bệnh nhân phải nghe lời chuyên gia. Do đó thường các bác sĩ ở trong nội trú là chuyên gia hàng đầu. Và cái cuộc thảo luận nói chuyện của người ta đối với người bệnh đó, với tư cách là chuyên gia và bệnh nhân, đó là người xin ý kiến, hay nói nôm na là gì? Là tư vấn, chứ không phải tham vấn. Tôi nói anh phải nghe và tôi nói anh phải làm. Tới đây được chưa? Nhưng với trường hợp nội trú của y học gia đình, thì khi các bạn gặp gỡ người bệnh, trao đổi, thì các bạn thấy rằng mình cũng là một chuyên gia. Chuyên gia về lâm sàng. Nhưng ngược lại, bệnh nhân cũng là một chuyên gia. Chuyên gia về gì? Về chứng. Các bạn đã từng trải qua sự lo lắng chờ một đêm tới sáng để được xét nghiệm coi mình có bị ung thư, như cái thí dụ trong BioCycle hôm trước không? Có bạn nào trải qua cái đó chưa? Đúng rồi. Thì khi mình chưa trải qua thì mình không là chuyên gia. Và như vậy cái người nào, người bệnh là cái người họ đã từng trải qua những cái cảm. Các bạn đã từng uống 6 cái toa gần 21 loại thuốc chưa? Chưa. Thật ra các bạn có phải là chuyên gia về cái bệnh tật không? Đúng rồi. Đây là cái điểm mấu chốt đó các bạn. Đúng không ạ? Thành ra người bệnh họ là chuyên gia về chứng và cũng cả về cái trải nghiệm bệnh tật của họ nữa các bạn. Được chưa? Và như vậy, khi chúng ta gặp họ, chuyên gia gặp chuyên gia, thì thường người ta có cái từ gì người ta gọi trong y tế mình?
khi các bạn cần, các bạn muốn gặp chuyên gia để nói chuyện thì người ta gọi là tự gì ạ? Hội chẩn. Đúng rồi. Hội chẩn đó các bạn. Và khi hội chẩn thì sao ạ? Nếu hội chẩn với một chuyên gia khác thì các bạn cần cần điều gì? Cần làm điều gì ạ? Xin ý kiến về những vấn đề mà mình không chuyên. À, cái điều đầu tiên bạn sẽ trình bày hiện trạng hiện trường đúng không ạ? Có đúng không? Có đồng ý không? Có. Tức là những cái tình trạng của bệnh nhân mình có, những tình trạng mình có, điểm điểm có, điểm không, tất cả những cái gì nó sẽ trình bày rất cụ thể cho chuyên gia khác người ta nghe. Có đúng không ạ? Rồi, sau đó mình sẽ thảo luận với họ. Và cuối cùng tới cái kết luận cuối cùng là cái gì ạ? À? Không. Biên bản hội chẩn. Đúng không ạ? Biên bản hội chẩn là cái gì ạ? À? Trong trường hợp này biên bản hội chẩn là gì? Là sự đồng thuận giữa hai chuyên gia với nhau. Về gì ạ? À? Trong trường hợp này về gì ạ? À? Về nguy cơ. Chúng ta đã biết rồi, chúng ta xác định nguy cơ cho họ. Và có xác định gì nữa? Ưu tiên. Thứ hai là gì ạ? Kế hoạch giải quyết. Rồi. Và khi chúng ta tiến hành đồng thuận như vậy và cuối cùng ra quyết định này là cả hai cùng đồng thuận hết, đồng ý không? Rồi, thì trong trường hợp này sự đồng thuận này nó dựa trên gì? Sự cân bằng giữa nhu cầu và đòi hỏi. Các chuyên gia khác thì người ta bàn thảo tới phương hướng trị liệu, kế hoạch giải quyết, nhưng trong kế hoạch giải quyết này đối với bệnh nhân thì mình sẽ thảo luận với họ về nhu cầu và đòi hỏi và sự cân bằng. Bây giờ trở lại một cái thí dụ rất là rõ ràng. Một cái người, người ta hôm trước mình đã giải thích rồi, trong cái mô hình bio này người ta tới khám vì vì nhiễm HP đúng không ạ? Chúng ta nhớ cái thí dụ này không? Được chưa? Nhớ thí dụ này không? Rồi, nhớ hết ra. Thì cái người bio này thì người ta sẽ tới khám với hai nhóm. Một là gì ạ? À? Đau. Hai là gì nữa? Sợ ung thư. Nhớ thí dụ này chưa? Được chưa? Rồi, thì đối với người đau thì không bàn nữa, nhưng đối với người sợ ung thư thì bây giờ các bạn sẽ thấy người này có nhu cầu đến khám gì ạ? À? Tầm soát không? Có không ạ? Có nhu cầu khám tầm soát. Rồi, thành ra mình sẽ cho người ta khám tầm soát. Nhưng vấn đề quan trọng là họ có đòi hỏi không? Đó đó, họ muốn gì? Bây giờ người này, rồi người ta đòi hỏi của họ là có ca gan không? Thí dụ người ta nghe nói cái người bạn của họ chết vì ung thư gan, có đúng không ạ? À? Rồi, thì khi mình khám, mình sờ bụng không thấy gì cả, thì thật sự cái nhu cầu tầm soát ung thư gan có không? Có không các bạn? Tiền căn không có bệnh viêm gan. Đúng rồi. Trên lý thuyết thì nhu cầu tầm soát ung thư gan là gì? Chưa có. Được chưa? Nhưng mà đòi hỏi bệnh nhân là gì? Đúng rồi. Và nhớ rằng người ta đã trải nghiệm qua nguyên một đêm không ngủ nha các bạn. Đúng không? Nguyên một đêm không ngủ để buổi sáng gặp bác sĩ sáng yêu cầu xét nghiệm gì?
ung thư gan. Gan. Đúng rồi. Thì đứng trên bình diện, đứng trên bình diện của y khoa thì chúng ta thấy yêu cái đòi hỏi này nó làm sao ạ? À? Chưa thực sự cần thiết. Nếu như người này họ gặp một chuyên gia về tiêu hóa, đúng không ạ? Thì chuyên gia tiêu hóa sẽ dựa trên kiến thức, kỹ năng của chuyên khoa mình, người ta sẽ phán liền một câu là sao? Có bị làm sao đâu mà phải khám? Chính xác, quên đi. Tôi khám tôi đâu thấy ông bị gì đâu à, đúng không ạ? À? Bây giờ phải đòi ca ung gì? Ông chỉ đau bao tử thôi, HP nè, không lo. Đi về uống thuốc đi và cho cái to. Kịch bản này quen không? Đúng rồi. Và như vậy các bạn hình dung coi cái người bệnh, cái demand của họ. Như bạn, ví dụ bạn Huệ chẳng hạn, bạn có cái demand đó, bạn đòi hỏi như vậy, bác sĩ Sáng trả lời như vậy, bạn Huệ có đồng ý không? Không thỏa mãn. Không thỏa mãn. Thì khi không thỏa mãn như vậy thì các bạn hình dung coi cái thách thức mình về không tuân thủ làm sao? Trả lời. Rất lớn. Đúng mà. Và người ta có về uống cái toa thuốc cực kỳ chính xác về HP này không? Không. Chắc chắn không các bạn. Nó không ý nghĩa gì cả, đúng không ạ? Tới đây được chưa? Thành ra nếu mình theo lối tiếp cận cổ điển, tôi với tư cách là một chuyên gia về sức khỏe, ông là người bệnh nhân, ông phải theo lời tôi, ông không biết gì cả và không quan tâm tới cảm xúc bệnh nhân, có đúng không? Đồng ý không? Tại vì bệnh nhân hiện nay các bạn thấy không, bệnh nhân sao? Quá 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 bức xúc là không biết ngày mai tôi có chết không. Thật ra những chuyện tôi làm, tôi uống thuốc này để làm gì, có đúng không ạ? Tôi ung thư gan tôi chết rồi thì cái thuốc HP là cái gì cả, có đúng không ạ? Đây các bạn hiểu cái sự đồng cảm. Cái câu lát nữa nãy Huệ có nói đó là chúng ta phải đồng cảm với cái cảm xúc của bệnh nhân, nhưng chúng ta là người khoa học, chúng ta phải cân bằng giữa nhu cầu và gì, đòi hỏi. Chúng ta không thể theo đòi hỏi họ được hết, nhưng chúng ta cân bằng bằng cách là gì? Giải thích cho họ rõ, chứ không phải là không chú ý tới họ. À, bằng cách nào? Hôm nay tôi là bác sĩ Sáng, đúng không ạ? Bác sĩ nội trú của Y học gia đình. Thì tôi sau khi đã lắng nghe cái cảm xúc của chị, của anh, cái lo lắng của anh về cái ung thư gan, thì điều này là điều bình thường đối với mọi người. Khi nghe những cái tin tức về bạn mình như vậy, tôi rất là đồng cảm. Nhưng bên cạnh đó, đúng mà, vấn đề ung thư gan này nó không phải là một vấn đề một sớm một chiều, có đúng mà, nó xuất hiện trên một cái nền, theo chúng tôi biết đó là viêm gan có trước, đúng mà, hoặc là có thể từ những cái yếu tố nguy cơ giống như là ăn những cái đồ ăn có aflatoxin, ví dụ vậy, đúng mà. Mà như vậy anh chị cho phép tôi hỏi để làm rõ hơn những yếu tố này có hay không, và sau khi người ta trả lời rất là vui vì các anh chị không rơi vào những cái nguy cơ nãy giờ tôi nói, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhưng cái sự lo lắng anh chị là điều cần thiết, và với sự lo lắng này thì rõ ràng tôi muốn lắng nghe anh chị cần gì ở chúng tôi, có đúng không ạ? Mình đâu biết họ muốn gì. Rồi thì bây giờ người ta sẽ trả lời với chúng ta làm gì. Theo bác sĩ Huệ thì bác sĩ Huệ sẽ là bệnh nhân nào, bác sĩ Huệ sẽ muốn bác sĩ Sáng làm gì đây? Không, bây giờ em là bệnh nhân đó, em muốn bác sĩ Sáng làm gì cho em? Cụ thể hơn đi. Ví dụ như thể là bác sĩ đưa ra lời khuyên về ăn uống, hoặc là sau bao lâu phải đi kiểm tra sức khỏe lại một lần,
À, như vậy là bác sĩ Huệ chưa phải là bệnh nhân. Rồi, bác sĩ Long đâu? Rồi, nếu em là bệnh nhân thì em sẽ đòi bác sĩ Sáng làm gì? Sau khi nghe bác sĩ giải thích như thế thì em vẫn muốn chắc chắn cơ chứ không đi qua Ok, kinh nghiệm đúng rồi, chắc chắn sao đâu. Bác sĩ Long à, đòi bác nếu sĩ không Sáng. thì em nếu mà bình thường thì có thể em tìm hiểu trên mạng có phải nội soi sinh tiết hay là làm các thứ gì đấy À, đúng rồi. đi cùng thì mới chắc chắn. Chính xác. Thành ra bây giờ bác sĩ Long đòi xin chiếc gan. Bình thường nói, người bệnh người ta tìm bất cứ điều gì. Thành ra các bạn không biết người ta muốn gì thì đừng vội vàng. Đúng không ạ? Mình nói mình sẽ mất thời gian mà người ta có muốn nghe mình không ạ? Muốn nghe không? Không. Đúng rồi. Trường hợp này bác sĩ Long đòi xin chiếc gan. Một trường hợp. Rồi, nếu bây giờ bác sĩ Huệ được nói lại thì bác sĩ muốn bác sĩ Sáng làm gì? Tôi đang không bị ung thư gan hoặc là tôi có bị ung thư gan. À, nhưng mà đòi đòi cái gì mới được cụ thể? Người ta đọc lên mạng người ta biết hết á. Chụp CT hoặc Đúng là rồi, rồi. Như vậy một cái chụp CT hoặc là MRI tức là chẩn đoán hình ảnh đúng không ạ? Rồi. Rồi bây giờ nếu bác sĩ Sáng có hai nhu cầu vậy thì em trả lời sao với bệnh nhân đây? vâng, nếu mà em ở trong cái tình huống đấy ạ, Vâng. sau khi mà đã có đủ dữ liệu lâm sàng mình đã hỏi và nghe bệnh nhân mà mình theo cái kinh nghiệm lâm sàng và những cái nghiên cứu ấy, thì thấy rằng là cái nguy cơ của bệnh nhân này thấp hay là mình phân loại được bệnh nhân nguy cơ thấp hay cao. Rồi. Nếu mà dạ vâng Chắc nếu chắn nguy nguy cơ thấp cơ thấp rồi đó, chắc chắn dạ nguy vâng cơ rất thấp rồi. đúng rồi, nếu mà nguy cơ thấp thì mình sẽ giải thích cho bệnh nhân à, từ những cái này thì tôi thấy rằng là Long bảo vệ là những người có nguy cơ thấp về cái ung thư gan này không phải là không có mà là có nguy cơ rất rất thấp thôi. Hiện Đúng. tại thì là những cái biện pháp để phát hiện ra cái ung thư gan của bạn như các bạn yêu cầu ấy thì nó chưa phù hợp với hiện đại và nó sẽ lãng phí. Rồi. Rồi, như Thì vậy em sẽ giải là thích em có cho làm không? thì em sẽ giải thích cho bệnh nhân, sau đó nếu mà giải thích không được Thì sao? thì chắc thì em sẽ giải thích cho bệnh nhân là bây giờ À, giải sẽ thích sao? À, giải thích đi. đang thì nếu mà bác vẫn chưa yên tâm thì bây giờ tôi sẽ cho bác làm cái siêu âm trước, nó vừa nhẹ nhàng không ảnh hưởng đến bác nhưng mà cũng có cái tín hiệu bằng chứng cho bác là trên gan chưa có một cái khối gì của gì cả. Rồi. Thì sau Thì khi có kết quả đấy thì sẽ trả lại cho bệnh nhân và đấy cho bệnh nhân về theo dõi. như vậy, cái giải thích mình sẽ tuân thủ theo gì ạ? À? Bây giờ cũng theo gì? Bio cycle, nhưng mà bây giờ vấn đề lớn nhất là gì? Social. Tức là kinh tế của nạn của bệnh nhân. Đúng không ạ? Thì như vậy có 3 mức để chúng tôi làm. Cái thứ nhất là tôi cần xác định lại có viêm gan mạn hay không và viêm gan mạn tiến triển hay không, thì điều này có thể sử dụng cái gì ạ? À, các bạn, điều này có thể sử dụng cái gì? Mình sẽ sử dụng men gan của bệnh nhân có tăng hay không cộng thêm là làm các mắc cơ liên quan đến viêm gan virus Rồi, mắc cơ gì? Đúng rồi, đầu tiên hết là các bạn sẽ thử HBsAg trước, đúng rồi, coi có không. Rồi thứ hai là HB gì? E, AG, rồi gì nữa? Có làm AFP không? À, có làm không? ra nếu mà trong trong trường hợp mà em thấy thì nếu mà trên siêu âm ấy mà có khối hoặc ấy thì mới nên làm thêm, mà không thì tại vì em chưa chưa nghĩ được. Rồi, nhưng nếu cần thì vẫn làm gì? AFP thêm dưới, thêm nữa là gì? Siêu âm, nếu có khả năng mãn HBG, HBE thì mình cần chú ý tới cái này, đúng không ạ? Rồi. Thì như vậy, những xét nghiệm này nó có trong tầm tay của mình không? Đã có cái đơn giản này là Đúng rồi. Ngoài ra thì một cái điều quan trọng
là ca gan thì phải có khối u trong gan, đúng không ạ? Đồng ý không? Rồi, thì do đó một số trường hợp nữa các bạn sẽ thấy có trường hợp có thể từ mô sơ gan, các bạn nghe tới siêu âm đàn hồi gan chưa? Rồi, là xét nghiệm cao cấp hơn để xác định nếu như đây là cái nền để coi coi tiến triển của ung thư gan, các cái bước để mình theo dõi một bệnh nhân, đúng không ạ? Thì bên cạnh đó siêu âm cũng phát hiện được khối u không? Được không? Được chứ, đúng không ạ? Nhưng người bệnh người ta vẫn nằng nặc đòi, người ta cái demand của người ta mà. Giống như Huệ rất là có tiền, đại gia Huệ, đúng không ạ? Thì bạn có tiếc gì 5-10 triệu để xác định mình không bị ung thư gan không? Không tiếc, đúng không ạ? Cái điều mình đang rất sợ, mình phải trả lời cho bằng được đối với cái người mà họ có khả năng kinh tế, có đúng không ạ? Đồng ý không? Rồi, thành ra cái câu chuyện sau khi mình giải thích cái cuối cùng hết, cái MRI là cái gọi là dở nhất về mặt kinh tế đối với gọi là nhu cầu, có đúng không ạ? Nhu cầu y tế mình có cần cái đó chưa? Có cần MRI để xác định u gan chưa? Không cần. Chưa. Nhưng đối với demand, đòi hỏi, thì người ta nghĩ rằng MRI là gì? Là tối thượng, đúng không ạ? Có đồng ý không? Như vậy mình phải cung cấp cho người ta, thứ nhất là giá trị tiên đoán dương và giá trị tiên đoán âm của MRI. Được chưa? Cần cái giá trị tiên đoán dương rất quan trọng, có đúng không? Nếu người ta muốn làm. Nhưng với giá trị tiên đoán dương này thì nó đồng nghĩa với gì? Giá thành so với siêu âm, có đúng không ạ? Nhưng người ta đang cần nhất đối với mình là giá trị gì? Tiên đoán âm. Cái này nó nghịch với cái nguyên tắc tầm soát của chúng ta. Khi nguyên tắc tầm soát chúng ta luôn luôn chú ý giá trị tiên đoán gì? Tiên đoán dương. Nhưng cái đòi hỏi, cái demand của bệnh nhân thì người ta lại chú ý tới giá trị tiên đoán gì? Tiên đoán âm. Đúng không ạ? Thí dụ như bác sĩ Huệ nghe bác sĩ Sáng sau khi chụp MRI xong kết luận là gì? Âm tính, đúng không ạ? Người ta âm tính của mình đồng nghĩa với nguy cơ thấp, hoàn toàn chính xác. Bác sĩ Huệ dùng từ rất chính xác. Thì âm tính thì mình phải giải thích người ta là ông có nguy cơ rất rất thấp để có khối u trong vùng gì? Vùng gan, đúng không ạ? Thì để người ta cảnh giác một chút, chứ không phải nói vậy là 3 năm sau người ta không theo dõi. Các bạn hiểu cái lý không? Nhưng khi được nghe cái câu như vậy thì bản thân bác sĩ Huệ là nếu giả định là bệnh nhân, bạn sẽ cảm nhận là bạn khỏe hay bạn bệnh? Khỏe. Ok, khỏe. Thì như vậy mình cảm giác mình khỏe, mình thoải mái và mình có cảm ơn bác sĩ Sáng không? Có. Đúng rồi. Và như vậy ở đây cả hai người, bác sĩ và bệnh nhân, đều mong chờ giá trị tiên đoán âm, đúng không ạ? Chứ không phải mình làm cái này để mong rằng giá trị tiên đoán gì? Tiên đoán dương. Được chưa? Sau khi mình đã giải thích, giờ mình đã cân bằng giữa gì? Giữa need với demand chưa? Hiểu chưa? Nhưng bây giờ trong trường hợp bệnh nhân không phải là đại gia, bệnh nhân nghèo hơn, thì mình vẫn có cái kế hoạch thích hợp không? Có không?
Nếu bệnh nhân không có tiền làm MRI, mặc dù bệnh nhân có hiểu biết MRI, thì mình đã đưa ra à số tiền đổi lại thì ông có thể có cái kết quả tương đối. Nhưng nếu ông không đủ tiền thì có không có nghĩa là ông gì? Được làm gì? Ông không được trả lời. Có đúng không ạ? Thì ít nhất là trong lúc này thì các bạn thấy những cái mình đang làm đây, mình đang nói nãy giờ đây, có giá trị không? Có. Có chứ. Đúng rồi. Thành ra chúng ta sẽ rất là cân nhắc, đúng không ạ? Để chúng ta bàn lại với họ ha. Rồi. Rồi, tới đây các bạn đã thấy chưa? Và như vậy chúng ta đã nói rằng chúng ta cân nhắc là gì? Rồi, ok. Rồi, trong trường hợp này mình đã thấy chưa? Thấy rồi, rồi. Rồi. Mình sẽ có sự cân bằng giữa nhu cầu với đòi hỏi. Đúng không ạ? Rồi. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy ở đây MRI và siêu âm bụng, chúng ta quan tâm đến giá trị tiên đoán gì? Dương. Giá trị tiên đoán âm. Đúng mà. Giá trị tiên đoán dương này dành cho gì? Tầm soát. Và xét về nhu cầu y tế, trong trường hợp này thì mình không cần. Nhưng ở đây do demand của họ thì mình sẽ xác định lại, giải thích cho họ rõ giá trị tiên đoán âm để thấy được rằng khi nó âm tính thì cái xác suất u gan là rất là thấp, chứ không phải không có nha. Đúng mà. Do đó họ có thể yên tâm để theo dõi. Và siêu âm bụng cũng như vậy. Và đặc biệt như vậy, vấn đề quan trọng là họ phải gì ạ? Phải lập lại, theo dõi tầm soát, lập kế hoạch cho họ, đúng không ạ? Như vậy con thấy không? Cái này thấy rõ chưa? Rồi, và qua đó chúng ta sẽ xem lại một chút. Đúng không ạ? Rồi, các bạn thấy lại cái màn hình chưa? Rồi, thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng như vậy rõ ràng, nãy giờ chúng ta thấy rõ ràng tại sao các bác sĩ gia đình, chúng ta nhắc lại, chúng ta sử dụng cái lối tiếp cận giống hay là khác với các bác sĩ chuyên khoa? Giống hay là khác? Có phần giống mà mình có phần hơn. Đúng rồi, mình sẽ sử dụng nhiều hơn. Thì giống như chúng ta thấy, chúng ta sẽ cân bằng giữa nhu cầu và đòi hỏi. Thì trong đó các bạn nhớ kỹ, các bạn coi lại, các bạn đã học về Clay-Clay-Hood chưa? Rồi, Clay-Clay-Hood âm và Clay-Clay-Hood dương. Thì các bạn sẽ coi đây là y học chứng cứ nha, chứ không phải là cái gì cả. Thì chúng ta do đó các bạn sẽ thảo luận trên với bệnh nhân giữa khoa học hành vi. Nãy giờ chúng ta thấy đây là khoa học hành vi, đúng không ạ? Người ta có những hành vi là người ta tìm trên mạng, người ta tự suy diễn. Do đó chúng ta sẽ cân bằng giữa nhu cầu và gì? Đòi hỏi. Hả? Đòi hỏi nó xuất phát từ cái khoa học hành vi, và cái nhu cầu nó xuất phát từ y học chứng cứ. Thì tới đây các bạn mới hiểu tại sao các trụ cột của y học gia đình nó bao gồm cả gì? Khoa học hành vi, y học chứng cứ và những cái mô sáu nguyên lý, cũng như những cái mô hình tâm sinh xã hội và chăm sóc hướng về bệnh nhân. Thì
cái mô hình tâm sinh xã hội mà bạn Huệ đã trình bày, nó có một cái yếu điểm của nó. Bạn Huệ có đọc trong đó có thấy được cái yếu điểm của mô hình này không? Cái yếu điểm thì em đọc có nhấn mạnh là tức là một yếu. Số nơi họ đề cao quá mức cái vai trò cảm xúc của bệnh nhân, người tâm lý của bệnh nhân nhé. Đó. Đây là vai trò cảm xúc và tâm lý. Do đó, các bạn muốn cân bằng nó thì các bạn phải đi từ đâu? Khoa học, tức là y học chứng cứ. Và bên cạnh đó là gì? Hiểu được hành vi của họ. Mình bắt đầu từ hành vi chưa tốt, đôi lúc có hại. Những cái đòi hỏi này có hại không? Như đòi hỏi MRI có hại không? Không có hại, chỉ là thỏa mãn cái nhu cầu người ta. Có hại chứ. Có viêm màng túi không? Có tốn tiền không? Tốn tiền. Đồng ý không? Có ăn tia không? Có. Tới đây được chưa? Nhưng bên cạnh đó, mình sẽ khuyến khích họ từ từ. Vì sao? Các bạn nhớ coi, với cái thách thức của mình ở đây là sự gì ạ? À? Sự gì? Đúng rồi. Và nếu như mình cân bằng được cảm xúc tâm lý của họ là hoàn toàn đúng ngày trước cái mô hình này. Do đó trong mô hình này người ta phải kết hợp với mô hình gì nữa? Chăm sóc hướng về bệnh nhân, patient center care. Thì trong chăm sóc hướng về bệnh nhân thì chúng ta phải tôn trọng, chúng ta đồng cảm, chúng ta tôn trọng cảm xúc tâm lý của họ. Nhưng chúng ta sẽ phải gì ạ? À? Giải thích cho họ rõ tất cả những cái tốt và cái chưa tốt, cũng giống như là cái thiệt hại nếu có của cái đòi hỏi của họ. Và nếu như họ đã nghe rõ ràng rồi mà họ vẫn quyết định là họ làm, thì mình sẽ đồng hành với họ. Được chưa? Được chưa? Các bạn nghe rõ chỗ này chưa? Rồi, rõ rồi ha. Sau khi mình đã giải thích rõ rồi và mình đã có kế hoạch rồi, thí dụ như chúng ta đã nói rồi như hồi nãy, dẫu rằng siêu âm bụng, dẫu rằng MRI âm tính, thì ông bà cô bác vẫn có một cái xác suất rất bé là âm tính gì ạ? À? Âm tính giả. Đúng rồi. Và như vậy nó đòi hỏi ông bà phải được theo dõi mỗi hàng 6 tháng một năm bằng tầm soát định kỳ. Như vậy đã có chứng cứ và mình xác định ưu tiên, nguy cơ ưu tiên cho người ta. Thì hiện nay mình cân bằng giữa nhu cầu và đòi hỏi của bệnh nhân. Tới đây các bạn đã thấy rõ cái vai trò của bác sĩ gia đình chưa? Rồi. Thì như vậy các bạn có hiểu được chính mình sẽ mang lại gì ạ? À? Mang lại cái gì ở đây? Chính xác. Người ta sau khi bác sĩ Huệ đòi hỏi bác sĩ Sáng như vậy, bác sĩ Sáng đã làm MRI và trả lời như nãy giờ chúng ta thỏa thuận. Tức là bác sĩ Sáng đã làm điều này với sự đồng thuận của bác sĩ Huệ. Thì cái điều gì để bác sĩ Sáng chứng minh rằng bác sĩ Huệ đồng thuận, bệnh nhân của mình đồng thuận đây? Trong cuộc thăm khám của y học gia đình. Em sẽ hỏi điều gì để chứng minh rằng người ta sẽ đồng thuận với mình? B
Bác xin Long. Nó chưa hiểu ý câu hỏi của thầy lắm. À, tức là bây giờ nếu tôi là một bác sĩ khác, tôi nghe nói rằng bác sĩ Sáng quyết định chụp MRI cho bác sĩ Long, tôi nói rằng bác sĩ Sáng tào lao, đúng không ạ? Bệnh nhân đâu có gì đâu mà phải ra y lệnh là chụp MRI, được chưa? Thì mình phải ghi cái điều gì trong hồ sơ theo yêu cầu của bệnh nhân đã để cho bệnh nhân mà. Đúng rồi, như vậy mình sẽ phải hỏi câu gì cho bệnh nhân? Có đồng ý không? Đúng rồi, câu này là câu về pháp lý nha các bạn. Các bạn phải lưu ý cái điều này rất kỹ nha. Sau khi đã lắng nghe cái mong đợi của ông bà cô bác anh chị, vấn đề chụp MRI tôi đã giải thích lợi và hại, thì không biết ý kiến của ông bà như thế nào, chứ mình không có được nói là ông bà phải làm nhé, có đúng không ạ? À? Rồi thì người ta nói tôi muốn làm, đúng rồi, cái câu đó là cái câu khẳng định mà không có gọi là gợi ý nha các bạn. Về mặt pháp lý á, ghi vô cho kỹ nha, được chưa? Thành ra về sau bất kỳ khi người ta muốn kiện tụng mình thì mình dở hồ sơ ra và những cái lời mình ghi lại thì đều là chứng cứ trước tòa hết, để người ta không có lập luận ngược, các bạn hiểu không? Tới đây được chưa? Và khi cả ngay cả những đàn anh khác người ta nói mình tào lao thì mình vẫn minh chứng cho họ rõ là mình đã làm đúng cái việc là cân bằng giữa nhu cầu đòi hỏi để tăng tuân thủ của bệnh nhân lên. Vì bệnh nhân này như thí dụ người ta cần uống thuốc gì ạ? Cần uống thuốc gì đây? Điều trị HP, đúng không ạ? Và nếu người này không tuân thủ, không điều trị HP thì người này trở thành ra một cái nguồn lây cho xã hội không? Rồi, như vậy sau khi đi khám mình trở về thì chẳng những không giúp ích được gì cho người ta mà người ta trở thành ra một cái mối nguy. Thì nữa người ta có xét tới, tội của mình không? Có đúng không ạ? Như vậy trở lại không thể nhiễm HP nữa, nhiễm HIV thì sao, nhiễm COVID thì sao, có đúng không ạ? Bây giờ trở lại trường hợp nhiễm COVID, bây giờ một bệnh nhân, bây giờ người ta đang mấy nay đang nổi bật nè, giờ phòng khám mà mình ngoài Long Huệ mình còn ai nữa Khánh phải không? Rồi bác sĩ Khánh, bữa nay bệnh nhân tới, bác sĩ Khánh còn ngồi đó không? Rồi bây giờ bữa nay phòng khám bác sĩ Khánh có một bệnh nhân nhào tới, em muốn thử nghiệm COVID-19, em sợ lắm, bữa nay em đau họng, em sốt nữa, thì kịch bản này sẽ như thế nào? Thưa thầy, thì đầu tiên là em sẽ tìm hiểu về tố dịch tễ của bệnh nhân trong bệnh viện. Rồi đầu tiên hết là dịch tễ, đúng không ạ? Rồi bây giờ bệnh nhân này dịch tễ bằng không, không có tiếp xúc gì cả, nhưng mà bệnh nhân vẫn muốn xét nghiệm COVID, sợ lắm, em sợ lắm, tối em không ngủ được. Trấn An, Trấn An, Trấn An sao ạ? À rồi bây giờ giả sử như bác sĩ Huệ là bệnh nhân này, bác sĩ Huệ nghe tới đó bác sĩ Huệ hài lòng không? Dạ, thế này là không hài lòng ạ. Như vậy em muốn bác sĩ Khánh làm gì cho em? Dạ, vẫn muốn bác sĩ Khánh về làm xét nghiệm. Tôi tới đây là tôi muốn làm gì ạ? Xét nghiệm, được chưa? Rồi
Thì theo bác sĩ Sáng thì bây giờ mình tiếp xúc bệnh nhân mình sẽ làm sao? Theo bác sĩ Sáng. Dạ vâng, từ cái yếu tố dịch tễ xem là sau đó phải khám lâm sàng của bệnh nhân Rồi. mình đã bằng dịch tễ xong mình sẽ băng không rồi thì mình sẽ khám lâm sàng Đúng rồi. trong lâm sàng mà đưa ra được chẩn đoán là ví dụ bệnh nhân hướng là viêm Rồi. họng Bệnh nhân chỉ là viêm họng thôi. Vâng, nhưng mà bây giờ sao? Người ta nghe viêm họng người ta càng nhiều nữa à. À, Huệ có sợ không? Sau khi bác sĩ Sáng nói, ô, cô viêm họng rồi. Sợ không? là nếu mà mình viêm họng đơn thuần thì không sợ, nhưng vấn đề người ta vẫn đang quan tâm là người ta có Đúng. bị virus corona thì không ạ? Đúng rồi, người ta nói rằng bệnh lâm sàng có viêm họng, bác sĩ lại xác định em gì? Âm tính thì không corona kia mình mới yên tâm được. Đúng rồi, em đang viêm họng thì người ta lo lắm. Rồi, như vậy mình làm sao? Bác sĩ Long, làm sao đây? Nãy giờ áp dụng những điều mình đã học rồi đó, thì mình làm sao đây? Bây giờ mình sẽ làm sao? Alo, chị Long còn đó không ạ? Cô mình bị đứng hay cái gì vậy hả? Chào bạn này bị. Alo, rồi. Alo, các bạn nghe rõ không ạ? Rồi, như vậy là bác sĩ Long sẽ làm sao ạ? Trên cơ sở nãy giờ mình nói. Rồi, như vậy bác sĩ Huệ sẽ làm sao? Nhân mà có nguy cơ hoặc là tiến độ dịch tễ hoặc bệnh nhân có những cái triệu chứng nghi ngờ thì họ mới cho làm còn Đúng rồi. miễn phí không mất tiền, nhưng mà ở những bệnh nhân này thì bệnh nhân tức là không có yếu tố dịch tễ, còn dù bệnh nhân có yếu tố nguy cơ thì nếu mà em cũng không biết là cái cơ chế xét nghiệm có mất tiền nếu mà bệnh nhân tự đòi làm thì mất tiền hay không. À, thì cái câu chuyện rất quan trọng là hiện nay mình sẽ giải thích làm sao đây cho nó đồng thỏa thuận giữa nhu cầu và đòi hỏi bệnh nhân là rất là quá đáng đúng không ạ? Rồi thì mình giải thích hiện nay là thông tư của chính phủ là ai ở đâu thì gì, Yên đó. ở yên đó là đã giúp cho cán bộ y tế chúng tôi rồi đúng không ạ? Rồi cái thứ hai là khi anh đi tới những nơi như vậy thì nguy cơ lây hiện giờ cái khả năng nhiễm COVID của anh là cao hay thấp, luôn luôn mình sẽ xác định cái yếu tố gì, yếu tố nguy cơ cho họ đúng không? Đây nè, mình luôn luôn xác định nguy cơ chỗ này nè. Như vậy nguy cơ nhiễm COVID là cao hay thấp? Thấp rồi, đúng rồi. Bây giờ nếu mà anh chị nhất quyết phải làm điều này thì anh chị phải đến những nơi mà những người ở tới đó đều có nguy cơ cao hay thấp. Đúng rồi, như vậy từ không dễ dàng biến thành gì? Đúng rồi, không biến thành có. Và khi anh tới đó thì anh phải chấp nhận một cái khả năng nữa là bị gì ạ? Phơi nhiễm và bị cách cách ly không? Đúng không? Anh có thể khai gian, anh nói anh nhiễm cái gì đó, anh nhào vô đó thì anh sẽ có nguy cơ gì? Anh sẽ được thử nhưng mà anh có nguy cơ gì? Cách ly. Chính xác, và có khả năng là anh phải ở chung với những người nhiễm. Đúng không? Thì như vậy cân bằng lại, trong trường hợp này thật sự đòi hỏi của họ về mặt social mình phải cân nhắc giữa bio, tâm lý là nổi trội nhưng mà giữa bio và social không đáp ứng được, chứ không phải cái gì cũng theo
như mình thấy tâm lý họ, cảm xúc họ là mình theo đâu. Và theo chứng cứ thì có nên làm không? Nên làm. Không nên làm. Nó khác với MRI hồi nãy. Cái độ khả thi của cái xét nghiệm trong trường hợp này mình cân nhắc với nguy cơ đem lại. Hồi nãy MRI chụp cho bệnh nhân mình, nó chỉ có nguy cơ gì? Nguy cơ gì? Rất thấp bị ung thư, và nguy cơ cao nhất là tốn tiền. Nhưng mà vấn đề này bệnh nhân giải quyết được không? Không, bởi vì nếu âm tính thì bệnh nhân vẫn phải cách ly. Đúng rồi, nhưng mà trong trường hợp MRI thì giải quyết được không? Được, bệnh nhân có khả năng chi trả. Còn trong trường hợp này, nhà nước, chính sách không chấp thuận về mặt xã hội. Thế đây được chưa các bạn? Hiểu không? Tức là mình ứng dụng cái mô hình bio, psycho, social một cách linh hoạt, chứ không có nghĩa như người ta phê bình mình. Cái này rất cẩn trọng nha các bạn. Tại những câu chuyện này là những câu chuyện mà mình được dạy rất kỹ lưỡng, để khi các bạn ra các bạn làm cho nó đúng, chứ không phải cái gì cũng theo người ta hết. Được chưa? Cũng cùng một xét nghiệm, cũng cùng một tốn kém, nhưng hiện nay chính sách về chống dịch không cho phép mình làm như vậy. Được chưa? Tức là về mặt xã hội, policy không có. Thứ hai là nếu mình cố gắng làm thì đặt bệnh nhân mình trước một nguy cơ cao hơn nữa. Vậy có nên làm không? Không. Thế này các bạn hiểu chưa? Thành ra cái mô hình tâm sinh xã hội và chăm sóc hướng về bệnh nhân là một cái hình rất quan trọng và được ứng dụng hàng ngày, và nó phải được học hỏi lẫn nhau. Phải được học hỏi lẫn nhau các bạn. Được chưa? Chứ không phải cái gì cũng sẽ đúng hoàn toàn, mà không phải cái gì cũng sẽ sai hoàn toàn hết. Tới đây các bạn thấy y học gia đình mình có khác không? Khác rõ không? Đúng không ạ? Tức là giống như thầy đã chứng minh, y học gia đình hoàn toàn gì? Hoàn toàn khác với những cái y học khác ha. Do đó các bạn thấy rằng khi bạn bước ra, các bạn phải tập và huấn luyện tốt cái kỹ năng lắng nghe tích cực và chủ động. Phải đồng cảm được với cảm xúc bệnh nhân, nhưng bên cạnh đó mình phải sử dụng cho được y học chứng cứ, khoa học hành vi và các cái chính sách, đặc biệt là chính sách bảo hiểm y tế, đặc biệt là chính sách trong vùng dịch, đặc biệt là những chính sách khác, để mình cân bằng giữa gì? Giữa nhu cầu, đòi hỏi. Cái điều này rất quan trọng, đúng không ạ? Thành ra trong cuộc sống hàng ngày các bạn sẽ sử dụng likelihood dương trong tầm soát, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt thì chúng ta sẽ sử dụng likelihood âm, nhưng luôn luôn phải đồng thuận. Thành ra một cái câu hỏi rất là quan trọng khi vào thì tôi luôn muốn lắng nghe ý kiến của ông bà anh chị về vấn đề này. Và như vậy sau khi tôi đã giải thích tác dụng điều chưa đúng của xét nghiệm COVID-2 thì ý anh chị tôi nghĩ rằng không biết như thế nào, thì người ta nói tôi vẫn muốn làm. Thì điều này nếu anh chị muốn làm thì xin anh chị đến những cái địa chỉ sau đây, người ta có thể giải thích rõ hơn nữa. Chứ phòng khám chúng tôi hiện nay không có chức năng đó. Được chưa? Các bạn hiểu cái ý không? Rồi. Đó thì những câu chuyện như vậy, nhưng mà mình cũng đã thỏa mãn được cái yêu cầu của họ. Là vì hiện nay người ta, mình phải giải thích rõ, chứ không thôi người này họ lại chạy lung tung hết nơi này tới nơi khác, thì bản thân họ lại trở thành ra một người mang, dễ bị thành F2, F3 nếu như họ không để ý. Các bạn hiểu ý không? Rồi. Rồi, bây giờ các bạn có hỏi gì nữa không? Trong cái chương này, tạm thời tới đây là các bạn đọc tiếp cái phần của bạn Huệ ha. Rồi, bữa nay có cái Patient Center Care, tức là chăm sóc hướng về bệnh nhân. Thì bạn nào là người sẽ đọc cái này cho thầy? Em đọc. Rồi, Long ha? Hay là Sáng? Em Sáng ạ. À, Sáng sẽ đọc cái này ha.
Thì các bạn sẽ đọc để lần tới chúng ta sẽ chia sẻ tiếp cái chủ đề này. Nhưng mà bữa nay các bạn còn thắc mắc gì không? Huệ còn thắc mắc gì không ạ? Không, em thấy thầy làm rõ là cái thầy em thắc mắc không qua trong chữ em dịch rồi ạ. À, bây giờ thấy rất rõ rồi đúng không ạ? Rồi, à, bữa nay nói thêm một chút như vậy là giao nhiệm vụ như vậy. Thì theo các bạn, trong cái vùng dịch, bây giờ nói trở lại cái dịch tễ của mình một chút ha. Thì như vậy, trong cái vùng dịch như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Đối với hàng ngày bảo vệ chúng ta, bữa nay chúng ta, các bạn đã thấy là nhân viên y tế đã bị lây chưa? À, có hai. Bị lây trong trường hợp, lây trong trường hợp nào ạ? Ống nội khí quản. Đúng rồi, đặt ống nội khí quản. Thì tại sao đặt ống nội khí quản lại lây vậy? Tại vì nó đã đúng rồi, chính xác. Các bạn đặt nội khí quản, các bạn sẽ lập ra những cái giọt bắn cho người bệnh, à, từ người bệnh là làm ra, đúng không ạ? Cần phải chú ý vì nó làm tăng cái nguy cơ bị phơi nhiễm bệnh nhân hơn ấy. Thì chính xác. Sau bài đấy xong thì đến hôm sau thì đọc được cái thông tin đấy là đúng rồi. Thì cái chuyện này rất là bình thường thôi, do mình không lưu ý. Do đó khi các bạn vào trong ở trong cái gì đó, cái rồi để ra chiếu cái này lên cho các bạn. Như vậy theo các bạn, hiện nay khi các bạn vào được mời vô cái phòng chăm sóc đó, nhất là có người già, thì bạn phải làm gì ạ? À? Người trước tiên là phải phòng lây nhiễm cho mình. Thì làm sao ạ? À? Nếu phòng lây nhiễm thì mình sẽ làm sao? Bảo hộ cẩn thận. Vâng, thì các bạn điều đầu tiên hết là các bạn chắc chắn là phải bảo hộ cẩn thận, đúng không ạ? Rồi, bảo hộ bằng cái gì? Kính, khẩu trang, rồi găng tay, bộ phòng hộ. Đúng rồi, tất cả đều phải có. Và bây giờ ngoài cái chuyện đó, tại phòng khám hàng ngày các bạn sẽ sử dụng dung dịch gì để các bạn khử khuẩn đây? Cồn 70 ạ. À, cồn 70. À, với gì nữa không ạ? À? Có cái gì nữa không ạ? À? Clo. Rồi, gì nữa không? Khử khuẩn bằng cơm. À. Còn cái gì? Rồi. Còn cái gì nữa không? Thầy ơi, nếu mà à sao? Cái chủ tiêu UV có tác dụng trong trường hợp này không ạ thầy? À vẫn có chứ, nhưng tại sao người ta ít dùng? À đúng rồi. Quan con. Không có thằng mũi đáp được âm thì mình sẽ cần bởi thông thắng. Rồi. Hoàn toàn đúng. À thì các bạn sẽ thấy ở đây. Chúng ta sẽ xem rồi. Có hai trong danh sách của EPA của Mỹ thì có hai cái chất rất là quan trọng có tại Việt Nam, đó là cồn ethanol. Và oxy già nha các bạn. Vâng. Hai cái này thầy sẽ gửi cho các bạn cái gọi là cái danh sách ha. Của EPA chấp nhận để diệt corona. Thì đây là có danh sách chính thức. À, thì đây là cái dung dịch mà Đại học Y Dược, cái khoa dược họ pha ra. Rồi. À, thì các bạn sẽ sử dụng cái cồn ethanol và cái oxy già này. Thì các bạn pha mix lại với nhau ha. Rồi. Thì khi mà cái khẩu trang của mình về đó, thì các bạn phải nhớ cái nguyên lý đầu tiên hết. Cái con này nó là RNA.
thì nó sống trong giọt bắn, thành ra trên bề mặt phẳng đó thì nó tồn tại rất lâu, lý do là nó lăn đi, có đúng không ạ? Còn đối với khẩu trang mình đó là nó có những cái lỗ nhỏ thì nó bị vướng trong đó, đó là câu chuyện. Và nó không có bòi vào đâu, nó bị trap, nó bị dính vô đó rồi. Thì các bạn sẽ thấy rằng tại sao đeo khẩu trang cho người lành vẫn bảo vệ được, hiểu không? Thật ra mình phải đeo khẩu trang, được chưa? Cái thứ hai nữa là khi khẩu trang của các bạn bây giờ mình đang có vấn đề khan hiếm, thì hôm rồi các bạn đã thấy các bạn sẽ xịt cái dung dịch này lên trên khẩu trang của mình. Đúng mà, vì nó có cồn, thật là chú ý nha, xịt để cho nó khô, nó ráo đi. Thì các bạn có thể dùng microwave. Ở trên YouTube có dạy cái này chưa? Thì các bạn bật 1 phút ở 800W hoặc là ít hơn tùy, thì các bạn có thể sát khuẩn được và có thể reuse, tức là dùng lại ha. Được chưa? Thì bên cạnh đó thì mình có những cái shield, thì trong này thầy có sử dụng cái shield, lấy giùm thầy cái shield, lấy thầy một cái shield qua đây ha. Thì trong này thầy tự chế được cái shield ha. Các bác sĩ gia đình của mình ở đây chế một cái shield ha. Thì bằng giấy kính thôi, giấy kính mà của phim á, phim X-quang á. Rồi, các bạn thấy trên bảng không? Alo, các bạn có thấy trên bảng không ạ? Thấy hết ha. Rồi, vâng nhận thấy ha. Rồi thì ở đây thầy có một cái siêu ở đây cho các bạn thấy ha. Rồi thì có thấy cái siêu này hết không? Rồi thì cái siêu này làm bằng cái giấy kính đúng không ạ? Đây là thấy giấy kính không? Bên cạnh là đây là miếng mút xốp và chỉ dùng băng keo cố định lại thôi. Thì ở đây thì khi đi khám bệnh á, bình thường các bạn tiếp xúc á, thì thầy sẽ đeo như thế này. Rồi thấy rõ chưa? À thì như vậy nếu có giọt bắn thì sao? Đúng rồi thì mình sẽ dùng ancol với oxy già để mình gì ạ? Mình khử khuẩn mỗi ngày, mình xịt lên đây cho nó trôi xuống, đúng không ạ? Rồi như vậy là mình đã giải quyết được câu chuyện. Trong này mình mang mask, mang khẩu trang thì nó tới hai lớp lận. Thành ra chính điều này là cái điều có thể bảo vệ được các bạn khỏi vùng mũi hầu, và mình không có đụng vô, mình cũng có cái này, mình ít khi mình đụng lên mũi mình lắm. Thì là cái bảo vệ tạm thời cho mình ha. Thì nên nhớ cái này rất là hữu dụng, các bạn có thể tự chế được. Thấy được chưa? Rồi, để bảo vệ mình khi mình đi khám bệnh hay là làm cái gì đó, tại vì hơn ai hết bảo vệ y tế cho mình hiện nay rất là ít, thành ra mình cố gắng mình tự bảo vệ mình, đúng không ạ? Là bảo vệ cho cộng đồng rồi. Ok. Còn về sân, thì các bạn nhìn trên màn hình ha. Thấy trên màn hình chưa? Rồi. Thì một cái sân, các bạn nhìn trên màn hình ha. Cái sân nó là sự không có mask. Giữa tỷ lệ thông khí và tỷ lệ tưới máu. Thì các bạn thấy
Đây là cái phần thông khí. Đây là cái phần tưới máu. À, thì trong cái phổi của mình thì luôn luôn nó có hai vấn đề, là một cái những cái vùng giảm thông khí, và tức là giảm V trên Q, một cái vùng bình thường và một cái vùng là tăng cái V trên Q, đúng không ạ? Và tất cả những cái chuyện mà gây không có phù hợp giữa V trên Q thì một trong những nguyên nhân đó nó sẽ gây ra thiếu oxy. Thí dụ như trong trường hợp này các bạn thấy bình thường tổng hợp chỉ cần có một vùng V trên Q bằng 0 thì các bạn thấy với oxy là 3 lít trên phút. À, nếu dòng máu đi vô là 3 lít trên phút. À, thì các bạn thấy dần dần ở đây là B oxy, BV oxy, SV oxy, thì tới đây là BA CO2, BA oxy là 35, SO2 là 67. Và tới cái vùng thông khí bình thường thì cái này tăng lên 100, cái này tăng lên 140, nhưng cộng hợp lại cuối cùng PO2 chỉ có 48%. Như vậy PO2 này cao hay thấp các bạn? Thấp, dưới 60. Như vậy siêu hấp chưa? Đúng rồi. Thì các bạn thấy rằng chỉ cần có một cái tắc nghẽn, ví dụ như xẹp phổi chẳng hạn, có đúng mà, trong viêm phổi, xẹp phổi và ứ đầy dịch thì cái tưới máu này sẽ gì? Tỷ lệ này sẽ nó rất là thấp, có thể tiến tới không, thì do đó nó gây được siêu hấp. Được chưa? Do đó cái thở PEEP hoặc là CPAP nếu còn người khỏe mạnh, đúng không ạ? Nó sẽ giúp mình giải phóng, giải quyết được cái mismatch giữa V và Q. Thì do đó nếu các bạn thở, cho người bệnh thở càng sớm thì cái điều này sẽ nhanh chóng được gì? Cải thiện. Cái này được chưa? Rồi. Thì tương tự đây các bạn đã thấy trên hình này ha, cũng giống giống như vậy ha. Ở trường hợp này bằng 0, hồi nãy là bằng 0, nhưng mà trường hợp thấp thì các bạn thấy PO2 vẫn dưới 60%. Ha, đó là như các bạn thấy ha. Rồi. Đây, thì 49%. À, những cái câu chuyện, những cái hình vẽ mà cho mình thấy để chứng minh được rằng có sân hay không. Và cái quan trọng rồi, như vậy chúng ta đã có một cái phần hướng dẫn cho các bạn ha. À, tôi hy vọng là bữa nay thì cũng làm rõ một số điều cho các bạn. Các bạn có ý kiến gì nữa không? Rồi, vậy là rồi, vậy là chào các bạn ha. Chúng ta hẹn kỳ sau. À, cảm ơn các bạn. À, rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. Chào mọi người. Rồi, chào các bạn. Ok.